Đây. Cho chú coi bà xíu nha. Ui, đây là chuồng bò của nhà chúng. Dạ Vườn Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Thì hiện tại Vườn Hồ đang có mặt tại một tỉnh đông bắc của nước Việt Nam, đó là tỉnh Cao Bằng. Thì hiện nay thì Vườn Hồ với lại em Phong Bùi đang chuẩn bị qua một cái con đèo gọi là con đèo 15 tầng. Thì phong cảnh ở đây rất là hùng vĩ cô bác quý anh chị. Và trước khi qua đèo á thì mời cô bác quý anh chị xem một số cái cảnh đẹp ở đây ha. Thì cái hành trình hôm nay hai anh em sẽ vượt qua cái con đèo 15 tầng này để đến thị trấn Bảo Lạc của huyện Bảo Lạc, và sau đó thì tìm đến một số bản vùng cao có các em nhỏ. Thì các em anh em sẽ có một cái để thăm một số em nhỏ. Và đây là một cái ngôi nhà xa xa kia thì các cô bác quý anh chị có thể thấy đây là những ngôi nhà của những người dân tộc. Thì trong cái tỉnh Cao Bằng này đó thì người Kinh là một dân tộc thiểu số. Ở đây thì đa số là người Nùng, người Tày và người Dao. Và để hiểu rõ thêm về cuộc sống của dân tộc đây thì mời cô bác quý anh chị cùng theo Vườn Hồ cũng như là em Phong Bụi. Và cái hành trình ngày hôm nay đó thì hai anh em phải vượt từ thành phố Cao Bằng đến huyện Bảo Lạc thì tổng cộng là hơn 100 km. Và cái phương tiện mà hai anh em di chuyển đó là xe gắn máy. Thì trước đây sáng nay thì hai anh em trong cái đoạn đường di chuyển từ thành phố Cao Bằng qua Bảo Lạc thì đã bị lủng bánh xe và phải ghim bằng một cái con ốc vít. Và đây là phương tiện di chuyển của Bùi Hồ với lại em Phong. Khi mà chạy xe như thế đó phải vượt qua rất là nhiều cung đèo khác nhau. Và cái phương tiện mà để chống lạnh của Bùi Hồ và em Phong đó là những cái chiếc áo mưa như thế này. Và không nói nhiều nữa thì mời cô bác quý chị cùng theo Bùi Hồ với em Phong để qua ngọn đèo 15 tầng, một trong những cái cung đèo mà nguy hiểm nhất ở vùng Đông Bắc này nha. Và đây là một cái ngôi trường học ở vùng cao. Chúng ta thấy nhìn rất là thôi lôi, nằm thôi lôi ở trên kia. Và theo kế hoạch của hai anh em đó thì sẽ thăm một số trẻ em ở vùng cao nè, cũng như là có một số cái chương trình để mà gặp gỡ các em. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Thì người dân tộc Kinh chỉ có 95% thôi. Phần lớn là bà con dân tộc Tày, Nùng và Dao. Cho nên là cái việc giao tiếp giữa mấy anh em cũng rất khó khăn. Thậm chí là mình và anh Bùi Hồ là hai người từ miền Nam vào. Ngôn ngữ, tiếng địa phương và âm vực lại rất khác với bà con ở đây. Cho nên là cái việc giao tiếp sẽ rất khó khăn. Bây giờ thì mình sẽ hỏi thêm thử cái lối, cái đường nào đi tới cái đèo 15 tầng hơn hồ. Đúng rồi. Và vào thị trấn Bảo Lạc như thế nào. Tại vì ở đây thì sóng điện thoại nó cũng không có nữa. Và cái GPS thì cũng không còn nữa. Cô tôi gặp mình có câu ngày vậy. Cô cho ngồi thăm Bảo Lạc đi đường nào cô. Cô Bảo Lạc á anh cha. Đó. Bảo Lạc. Bảo Lạc á? Dạ. Bảo Lạc. Còn đèo 15 tầng. Ở trong trong ấy. 15 tầng á, đèo 15 tầng. Đi đường này là trong ấy. Theo đường này lên. Đường này chứ không phải đường này hả? Ờ đúng rồi. Còn bên này đúng không? Có một đường thôi. Một đường thôi hả bác hả? Ừ, có một đường này. Có phải là đã hút nước à? Dạ. Dạ. Đi xa không ta? Bao nhiêu cây ạ? Bây giờ từ đây đi á. Dạ. Từ đây đi hơn 20 cây rồi đấy. 20 cây. Ở đây lạnh quá. Cái trường ở bên này là bình thường có dạy không? Hả? Cái trường học á bác. Trường học á? À dạ. Trường học ở trên này nè. Chỉ có trên này thôi. Trên này là đây là thuộc công nông rồi. À. Dạ. Nhà mình là dân tộc gì? Dân tộc Mông. 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 À Mông đâu Mông? Dạ. Nhà cái kiến trúc dân tộc Mông á nhìn nó đơn sơ ha. Em có để ý thấy cái phần phần gạch không? Những cái gạch rất là to ha. Gạch đây là mà gạch nung quá. Hai ống à? Gạch ở miền Nam mình là bốn ống, lộ bốn ống. Chú ngại tụi con hả? Ừ. Sao vậy? Không sao đâu. Chắc ngại không đi ha. Dạ. Đây lên đó cũng gần hả chú ơi? Dạ. Đây lên bộ, đây lên đèo 15 tầng gần không? Xa phết rồi. Xa phết à? Ừ, xa phết đấy. Bây giờ đi tầm gần 20 cây rồi. À, con thấy cái nương ở đó là của mình hay gì chú? À, kia là của em, cầu của mặt của em này. Dạ, đó, mình trồng gì hay chú ha? Làm cái này nhà thôi mà. Dạ.
Rồi con chào chú ha. Rồi chào luôn. Chào các con. Dạ. Chào các con. Thiệt ra là do là anh em mình cũng sống ở miền Nam á, sưng có một cái nó hơi khác ở bà con ở đây. Ở đây thì người ta không kêu con giống như là huyết thống với nhau vậy á. Còn ở đây thì sưng bác với cháu thôi. Cho nên nãy giờ thì mình sưng con thì mọi người cũng hơi bỡ ngỡ, cũng hơi mắc cười á. Có sự khác biệt. Ở đây thì chắc có lẽ là mang ủng là hợp lý hơn á. Anh em mang đúng gì rồi. Rồi chắc tiếp tục hành trình thôi mọi người. Đường khá là xa. Mà tôi nói lạnh luôn. Bây giờ là mưa nó phùng rồi. Nhiệt độ bây giờ là có thể là dưới 13 độ. Thật ra thì đây là mưa hay là sương mù phải không? Em nghĩ là mưa ngâu á. Mưa ngâu á. Mưa không ướt áo. Rồi, tiếp tục hành trình nha mọi người. Lên trên đó nữa rồi cho mọi người xem cái khung cảnh như thế nào. Cái món này là món gì ta? Ở trên đường đi thì hai anh em bắt gặp một cái bạn nhỏ này đang đẩy cái xe rùa. Cái này là gì vậy con? Cái gì vậy? Cây chuối. Chuối hả? Chuối. Cho heo ăn hơn. Con bò. Cho bò. Bò nhà mình đâu? Ồ, đẩy qua cho chú có bò xíu nha. Con đẩy đi. Con năm nay nhiêu tuổi rồi? Bao nhiêu tuổi? 13 tuổi. 13 tuổi. Phụ gia đình tốt ghê không? Còn ở Sài Gòn 13 tuổi là còn tuổi ăn tuổi học rồi. Thời tiết khá là lạnh. Bản thân mình là mặc 4 cái áo ấm. Mà... con tên gì nè? Tên Chuống. Tên gì? Chuống. Chuống ha. Chuống 13 tuổi đã phụ gia đình rồi. Còn đi học không? Còn. Học lớp mấy nè? Lớp 7. Lớp 7. Chuống. Đây là bạn Chuống học lớp 7. Ở trên người là mặc cái áo khá là phảnh phao. Ở trên này thì nhiệt độ đã dưới 10 độ C rồi. Tụi mình khá là lạnh, chịu không nổi mà Chuống có thể mặc cái áo mỏng dánh như thế này. Đang phụ gia đình hả? Ba mẹ đi nương về chưa? Về. Đây. Cho chú coi bò xíu nha. Ui, đây là chuồng bò của nhà chú. Mình và anh Bùi Hồ cũng muốn ghi nhận cái hình ảnh để cho mọi người xem về cuộc sống bà con ở vùng cao như thế nào á. Bò có đeo nhạc luôn. Con cho bà ăn ơi. Hơi ngại hay mắc cỡ hay gì đó. Đây là một cái trường vùng cao. Ui. Đất ở đây khá là mềm. Ui, có cái máy cắt luôn hả? Nhà chú bao nhiêu anh em? Hai anh em. Chú lớn hả nhỏ? Mọi người thấy không? Mới 13 tuổi thôi nhưng mà phải làm mọi thứ nè. Nuôi bò. Cỏ này là ai cắt chú? Hả? Cỏ này là ai cắt? Con cắt hay là ai cắt? Mẹ. Mẹ cắt hả? Ba mẹ đi làm hay đi đâu rồi? Ở nhà. Ở nhà. Có cái máy cắt nữa. Con. Lạnh không? Con lạnh không? Không. Sao chịu được hay ta? Ôi cái này bị hư rồi. Hôm nay thì mấy anh em cũng có dịp đến Cao Bằng. Thì cũng muốn chia sẻ cho mọi người cái khung cảnh cuộc sống của mọi người dân ở đây.
thì ở trong nay mai sẽ có nhiều đoạn clip về cái cuộc sống của bà con ở trên những cái bản làng cao. Và trong cái chuyến hành trình đợt này thì mấy anh em cũng chuẩn bị một số món quà, đó là những cái áo ấm cho các em. Thì cũng mời cô bác anh chị cùng nhau theo dõi các đoạn clip sắp tới của hai anh em tụi mình nha. Hai anh em mình tiếp tục hành trình theo Phong ha, tại vì đường mình cũng còn khá là dài. Thì em thấy cái hoàn cảnh của những cái bé này sao? Hôm nay thì trên cái hành trình đó, clip này thì mấy anh em mình chủ yếu là ghi hình về cái một cái đèo 15 tầng. Nhưng mà bắt gặp một cái em bé mới có 13 tuổi thôi, mà em có chia sẻ là nuôi bò, đi rẫy, phụ gia đình là cho ba mẹ hết à. Mà cái tuổi này thì anh nghĩ rằng là mới lớp 7 à, này gần như là còn tuổi ăn tuổi học ha. Nhưng mà hỏi áo ấm của em đâu á thì em nói là có một cái mà giặt rồi. Thông tin với lại cô bác anh chị á, hiện nay thì hai anh em á, ngay cả Bùi Hồ nè đang mặc một cái áo mưa, với lại ở trong này đến 3 lớp áo nhưng mà vẫn còn thấy chưa đủ ấm. Nhưng mà đối với các em chỉ mới 13 tuổi thôi, nhưng mà hiện nay thì các em phải mặc áo phông á, áo phông, áo thun á, với lại quần ngắn, và các em phải lao động mà dù là thời tiết mưa gió. Nên thành thử là chương trình của hai anh em á là về vùng Đông Bắc này để mà tặng áo ấm cho các em. Đó là mục tiêu của hai anh em. Và đã không nói nhiều nữa thì tiếp tục sẽ là một cái hành trình qua đèo 15 tầng, một trong những cái cung đèo mà khó nhất ở vùng Đông Bắc này các bác anh chị. Đi. Rồi lên xe. Không chơi anh nghèo, lên xe anh đèo. Rồi đi ha mọi người. Rồi, dẫn ra đấy, dẫn chưa? Rồi, ok. Ok. Thông tin với cô bác anh chị, sáng giờ hai anh em á thì cũng ăn sáng, nhưng mà được là một ổ bánh mì, mà chắc có lẽ là Bùi Hồ với lại em Phong sẽ nhớ em mô tả về ổ bánh mì đó không. Sáng nay thì chị ăn một ổ bánh mì pate thôi, mà đến bây giờ là gần 2 giờ chiều rồi mà vẫn chưa có cơm trưa, nên là cũng khá là đói, nhưng mà tranh thủ đi đến một cái thị trấn nào đó để chuẩn bị bữa trưa cho nó đầy đủ hơn. Và di chuyển quãng đường bây giờ chắc khoảng 1 tiếng 2 tiếng đồng hồ nữa cho cái quãng đường hơn 40 mấy cây số nữa. Rồi tiếp tục ha. Rồi xin phép dừng lại tí nữa tới cái đoạn đèo 15 tầng đó chia sẻ thêm cho cô bác xem.